Trời ơi, cái Galaxy S21 FE này nó là một sản phẩm rất là hot ở bên nước ngoài. Bên nước ngoài của nó là nó hot bởi vì là nó chạy con chip Snapdragon 888. Và video này của mình đã không để ý, mình đã phải quay lại đến 2 lần liền các bạn ạ. Bởi vì rất đơn giản thôi, con chip mà cái sản phẩm này nó sử dụng nó không phải là con chip Snapdragon mà nó là con chip Exynos 2100. Rất đáng tiếc, ở thị trường Việt Nam đấy không được như là cái S20 FE thì nó ngon, đúng không nào? Đây là S21 FE nhá. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video mở hộp điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trên hình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 FE 5G và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Đây có thể coi là một trong những chiếc điện thoại rất được mong chờ, bởi vì là cái S20 FE các bạn cũng biết rồi đấy, nó là một sản phẩm rất hot với mức giá cực kỳ tốt, đúng không ạ? Vậy thì S21 FE nó có những điểm gì đặc biệt? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên ý, là chúng ta sẽ có một cái màu mới trông khá là lạ mắt, đúng không nào? Các bạn nhìn thấy không ạ? Mình thì mình thấy là cái màu này mình gọi đó là màu rêu. Đấy, không biết là các bạn gọi đây là màu gì thì các bạn cũng có thể để lại comment nhé. Với cái màu sắc như thế này thì thực sự là mình thấy là trông nó cũng khá là hay ho đấy. Nhưng thôi, chúng ta sẽ quay trở về với cái hộp của nó đi. Cái hộp thì mình cũng nói luôn đấy là những cái dòng S như này thì chắc chắn rồi Samsung họ sẽ bỏ qua cái phụ kiện ở bên trong. Đấy, bên trong này thì chúng ta sẽ có quay cặp SIM này, với cả có thêm một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Nghĩa là coi như là hộp phụ kiện là có là cũng như không đấy, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên nhé, để xem là chiếc máy này nó sẽ có những gì nào. Quay trở lại với Galaxy S21 FE thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái sản phẩm này trên tay đó là nó nhẹ hơn một chút so với cả cái S20 FE. Đấy, cái khối lượng của nó sẽ rơi khoảng 177g so với cả khối lượng 190g của S20 FE. Tại sao nó lại có được cái điều đó? Bởi vì đơn giản là cái kích thước màn hình bây giờ nó đã được thu gọn xuống rồi. Nó không còn là 6,5 inch nữa mà nó chỉ còn là khoảng 6,4 inch thôi. Cái chất liệu của cái dòng này thì sao? Đây, chất liệu mặt lưng thì cũng vẫn là bằng nhựa đấy nha các bạn nhé. Giống hệt như là S20 FE, chất liệu cũng chỉ bằng nhựa mà thôi. Đây là cái loại nhựa nhám nên là nó sẽ để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn so với những loại nhựa bóng đấy. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta cầm và sờ vào như này thì nó vẫn để lại nhé, nhưng chẳng qua nó ít để lại dấu vân tay hơn thôi. Khung viền thì là khung viền kim loại nhé các bạn nhé, chứ không phải là khung viền nhựa đâu, khung viền kim loại luôn này. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng ở đây những cái đường cắt như này để giúp cho máy có thể thu phát sóng tốt hơn. Cái điều này thì thực ra là S20 FE nó cũng như vậy thôi. Đấy, như được cái là cái cảm giác cầm nắm của nó thì nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn và nó rất là vừa tay luôn. Cái sổ này thì cũng là một cái sổ mà được hoàn thiện theo cái tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi đó là IP68. Và theo công bố của nhà sản xuất thì nó có thể chịu được ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nói về cái phần cụm camera phía sau thì sao? Camera ở phía sau thì nó vẫn tương đối là xem với cả S20 FE thôi. Nó sẽ có một camera chính có độ phân giải là 12 khẩu độ f1.8 tiêu cự 26mm. Camera này thì sẽ có lấy nét dual pixel này, sẽ có chống rung quang học các thứ này. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái camera tele có độ phân giải là 8, khẩu độ f2.4. Và đây sẽ là tele 3x bởi vì tiêu cự của nó sẽ là tiêu cự 76mm. Chúng ta sẽ có thêm một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 12 chấm nữa, khẩu độ f2.2. Và tiêu cự là 13mm, góc rất là rộng luôn. Và chúng ta sẽ có thêm cả đèn flash ở đây này, logo Samsung ở phía dưới này. Đó, rồi, chúng ta sẽ đi đến các cạnh máy thì sao? Ở đây các bạn có thể nhìn thấy luôn là siêu vẫn còn nguyên nhé. Đây là một sổ mà mình mới bóc hộp ra thôi. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ không có cái gì cả. Đấy, phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Phía trên này chúng ta sẽ có thêm một mic phụ nữa. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có mic thoại và một cái khay để chứa hai SIM. Chiếc máy này thì sẽ hỗ trợ 2 nano SIM và không hỗ trợ thẻ nhớ nhé các bạn nhé. Đó, rồi tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có loa ngoài ở phía bên như này. Và tất nhiên rồi, đối với một sản như dòng S như này thì chúng ta sẽ có loa ngoài là loa kép. Và nó sẽ có cả cái công nghệ âm thanh Dolby Atmos ở đây. Mình vào đây là mình cho các bạn xem luôn này. Đấy, Dolby Atmos ở đây nhé các bạn nhé. Và với việc là có loa ngoài là loa kép thì chúng ta có thể bật Dolby Atmos lên được luôn. Chứ nếu mà không có loa kép ấy, thì chúng ta sẽ chỉ bật được lên với tai nghe thôi. Đấy, ở đây thì mình có thể bật được luôn lên này. Đó, được chưa? Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về cái phần mặt trước của cái sản này thì sao. Chiếc điện thoại này thì thiết kế theo kiểu là tương đối phẳng. Cái phần màn hình ở phía trước là tương đối phẳng này. Và khi mà mình bật một cái nền trắng lên như này thì các bạn có thể thấy là phần viền trên, viền hai bên làm khá là mỏng. Phần viền dưới này thì lại sẽ làm dày hơn này. Đấy, tuy nhiên là mình thấy là như thế này là cũng là ổn rồi, chứ không phải là mức độ quá dày đâu. Nhưng mà cái phần mà mình cảm thấy đáng tiếc ở đây là gì? Đấy là cái phần camera selfie ở phía trước này. Camera này thì sẽ có độ phân giải là 32 chấm nhé. Nhưng mà cái phần viền đen bao quanh cái phần camera này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó hơi dày. Bình thường thì chỉ có màn hình IPS thì nó mới không thể làm được, nó mỏng thì nó mới phải làm dày như thế. Còn đối với một sổ màn hình AMOLED mà làm dày như này thì mình thấy là hơi đáng tiếc. Kể mà Samsung họ làm mỏng được như kiểu là Xiaomi ý, giống như ở trên Redmi Note 10 hay là Redmi Note 10 Pro hay là Redmi Note 11 Pro ý, thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn, được chưa?
Về màn hình thì dòng này sẽ có màn hình với kích thước là 6,41 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng 2400x1080 pixel, tỷ lệ màn hình là 20 chia cho 9 cho một cái mật độ làm ảnh rơi vào khoảng 411 ppi. Như vậy là với cùng một cái độ phân giải mà kích thước màn hình bé hơn ấy, thì cái dòng này nó sẽ cho một độ chi tiết cao hơn một chút xíu so với cả S20 FE. S20 FE thì nó sẽ rơi vào khoảng 407 ppi. Cái tấm nền màn hình thì cũng là cái tấm nền màn hình xịn sò hơn nhé các bạn nhé. Nó là tấm nền Dynamic AMOLED 2X chứ không phải là Super AMOLED. Đấy, và tất nhiên rồi, màn hình này thì sẽ có HDR10 cộng và cái độ sáng của nó rất là cao, nó rơi vào khoảng 1200 nit nếu mà chúng ta ra ngoài trời nắng. Về hiệu năng ấy, thì cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ chạy con chip Exynos 2100, rất là đáng tiếc luôn. Nó không chạy chip Snapdragon giống như là cái sản phẩm bên nước ngoài, cũng như là không giống như là cái thế hệ tiền nhiệm của nó, đó là S20 FE. S20 FE thì rất là hot bởi vì là nó chạy con chip Snapdragon, nhưng mà sản phẩm này thì lại chạy con chip Exynos rồi. Đấy, nhưng mà các bạn cứ yên tâm, mức giá của sản phẩm này thì nó sẽ xứng tầm với cả cái Exynos đấy, nên là các bạn cứ yên tâm. Để chưa, giá thì mình cũng đã ghi một phần comment rồi đấy. Bộ nhớ trong đọc ghi của nó sẽ là UFS 3.1, điểm cho Zotu cho ra sẽ rơi khoảng 581.000 điểm. Đấy, điểm CPU sẽ rơi vào khoảng 130.000 và điểm GPU sẽ rơi vào khoảng 246.000 điểm. Tất nhiên đây chỉ là cái điểm số mà chúng ta chỉ tham khảo thôi, chứ không quyết định xem là chiếc điện thoại này chơi game có tốt hay không hay là có mượt mà hay không. Còn hôm sau thì admin Kha sẽ có một cái video test game rất là chi tiết cái sản này cho các bạn nhé. Đấy, còn về cái tần số quét màn hình ý, thì cái chiếc điện thoại này sẽ có tần số quét màn hình là 120Hz. Đấy, 120Hz thì mình thấy là khá là mượt mà rồi. Về các yếu tố khác thì sao? Chiếc điện thoại này sẽ có Bluetooth 5.2 thay vì 5.0, nghĩa là nó sẽ cải tiến hơn một chút này. Pin thì vẫn là 4500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 25W. Đấy, mặc dù là chiếc điện thoại này thì nó bé hơn so với cả S20 FE, nhưng mà nó không thu gọn về pin. Pin vẫn giữ là tầm 4500, thì mình nghĩ là thì cũng ở mức độ đủ dùng đối với một sản phẩm cầm rất là gọn tay như này. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ vào trong cái phần cài đặt để xem là giới thiệu điện thoại này như nào nhé. Về phần mềm ấy thì hiện tại cái chiếc điện thoại này đang chạy phiên bản One UI 4.0, nhưng mà Android thì chúng ta sẽ được Android 12 luôn nhé các bạn nhé. Được Android 12 luôn. Đấy, thì mình nghĩ là như này cũng rất là thoải mái rồi. Tất nhiên đối với một sản phẩm Samsung chính hãng như này thì chúng ta sẽ có tiếng Việt luôn rồi, và Safe Play đây là điều hiển nhiên rồi, kể cả sách tay cũng vậy thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về cái giao diện camera của cái sản phẩm này nhé. Đây, giao diện camera của nó đây. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có các chế độ như là 1x này, 0.5x là góc siêu rộng này, 3x ở đây là tele 3x nhé, đây là camera tele luôn đấy nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, còn chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái camera selfie như này. Thực ra ấy là cái camera selfie của nó là cái góc chụp nó sẽ như thế này cơ. Đấy, nhưng mà bình thường thì nó sẽ crop lại một chút. Đấy, nó sẽ như này. Các hiệu ứng chuyển cảnh thì mình thấy là nó mượt hơn. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, cái này thực ra là về camera thì chúng ta mò thì chúng ta cũng sẽ ra hết thôi. Đại loại là mình thấy là cái S21 FE này nó có một số những sự thay đổi so với cả cái S20 FE. Thứ nhất là về hộp phụ kiện là nó bị cắt giảm đi này. Thứ hai nữa đó là kích thước của nó thì nhỏ gọn hơn. Cái tấm nền màn hình của nó thì xịn sò hơn, hiệu năng của nó thì tốt hơn. Camera của nó thì vẫn vậy thôi, pin hay là sạc thì cũng vẫn thế, loa ngoài loa kép vẫn có, kháng nước cũng vẫn vậy. Nghĩa là cái điểm khác biệt lớn nhất của cái dòng này so với cái S20 FE nó đến từ cái phần hiệu năng. Đấy là cái sự khác biệt. Và một chút về cái phần màn hình đấy. Cũng như là cái phần cảm giác cầm nắm và kích thước thì không biết là các bạn cảm thấy như thế nào, các bạn có thể để lại comment cho mình biết nhé. Còn cái form thiết kế này thì rõ ràng là form thiết kế của cái dòng S21 series rồi, thì cũng không có điểm gì phải bàn cãi rồi. Đấy, cái màu ở đây thì mình thấy cái màu này là màu mình cảm thấy rất là thích thú này, bởi vì nó lạ mắt, màu xanh rêu. Rồi, các bạn cảm thấy sao ạ? Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Tất cả thông tin về cái chuyện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghi comment của video này. Đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến website của Cellphonet. Cellphonet hiện tại đang cho các bạn đặt hàng trước cái sổ này. Và khi liên hệ đến Cellphonet thì các bạn cứ nói là tôi muốn có được cái mức giá tốt nhất sau khi đã trừ đi hết quà. Đấy, thì các bạn để cho tôi là bao nhiêu thì Cellphonet sẽ báo cho các bạn muốn mức giá tốt nhất nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.